Đây, kênh ẩm thực Bình Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là cổng chính của khu lịch Đại Nam nha quý vị. Tính ra cổng chính khu lịch Đại Nam xây dựng trước tiên hết, đầu tiên hết là tại quốc lộ 13. Còn nếu như mà cổng phụ á, thì nằm ở đường Lê Chí Dân và còn nhiều cổng phụ khác nhỏ hơn nữa. Nhưng mà tính ra cổng này là mới là cổng chính nè vậy, trên đường quốc lộ 13. À, do cổng phụ trên đường Lê Chí Dân là làm sau này nó quy mô hơn, làm sao thì xin sao để muộn thì nó quy mô hơn, nhưng mà tính cổng chính là vẫn là trên đường quốc lộ 13 nha vậy. Đối diện cổng chính có trà sữa, có hột vịt lộn, có hủ tiếu, hủ tiếu gõ. Đó, ở miền Nam nói chung là buổi tối ra đường là đầy món ăn. Hủ tiếu nè, hoành thánh nè, bánh canh nuôi, hột vịt lộn, bán cái kiểu như thế này. Và dân thường là dân ở các nơi người ta đến, dân tứ xứ người ta đến, người ta lập nghiệp. Như anh chàng đây là bán hủ tiếu ban đêm đối diện với lại khu lịch Đại Nam á. Đó, mình ghé ủng hộ mấy cái trứng hột vịt lộn này nha quý vị. Đây hột vịt lộn. Ui, hột vịt lộn nha. Có gì em? Này, tờ, cô này đang đang chào mọi người. À, hủ tiêu nè mọi người. Hủ tiêu ha. Đã gặp vô. Đây, à, biết vợ tôi. Này, hột vịt lộn ha, này mình đi hai người này chào. Kinh cuồng cuồng quá. Rồi, thưởng thức hột vịt lộn rồi. Mọi người sẽ ăn kèm với. Rồi, có lý nha. Tiêu, chanh, hạt nhân.
người muốn ăn thêm ớt nữa thì bỏ cái ớt này nha. Ớt này người ta sẽ xào dầu một miếng nữa. Thử một tô tí quả không? Không. Ngon quá chị ăn. Hai trứng là to lắm. Chiều thứ bảy ăn thả ga mọi người. Hồng dịp lộn xong rồi uống trà sữa. Ăn là thích là đập cái đầu nó vậy nè. Nhiều người ăn như thế nào nhưng mà mình thích ăn, mình thích hấp hấp cái nước đó nè. Cái nước người ta luộc đó, rất là ngon luôn. Cái vị nó ngọt. Cho tôi uống chú gõ anh ơi. Đây là uống chú gõ. Vị gõ. Một tô đúng không? Ừ, một tô một chiếu đi. Nam này nói cái từ mì gõ là ai cũng biết lý do làm sao người ta gọi là mì gõ thôi. Đi ra ngoài thưa là người ta đi khắp làng khắp xóm người ta gõ gõ chân gõ là biết là bán nó có là có bán rồi. Lâu lắm mới ăn dịch. Mới đi khám bệnh. Bác sĩ nói là chưa có gì gọi là nghiêm trọng. Xả dẹp bữa. Bình thường ăn không dịch rất tốt. Những người mà nếu như bị bệnh thì kiên tử. Trong miền Nam người ta ăn lộn buổi chiều, miền Bắc là buổi sáng. Miền Nam buổi sáng mới là khoa học, còn những nhiều là phản khoa học. Buổi tối như thế này càng phản khoa học. Oh yeah.
cứ gọi vô. Cảm ơn các bạn.